Rồi, thêm một cháu bot nữa. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với chuyên mục Loot Dạo và đi xem tính của kênh YouTube Never CLK nhá. Đâu bên đấy còn người không để qua nhỉ? Có đâu Vi? Không, hết rồi. Tới hồi sinh mà tôi bế đi mẹ rồi. Qua có xe chưa? Em có rồi. Em có con xe đạp. Ôi, xe đùn này. Ái giời, anh chuẩn bị bắt được hai đứa này. Ôi, mẹ mày. Mày cấp cầm xuất gân mày chơi tao luôn. Ủa cha mày chứ. Đều anh đang ở tính kia rồi. Nào đến anh Thính không nào? Đồ giữa đồng luôn đợi chúng bay. Lên đây các bạn. Còn nhớ là chúng đậu chết đấy. AMR-X8. Quay bắn xuống kìa. Quay bắn AMR, tắm đi kìa. Trên nóc nhà tầng 3 này. Nhà nào? Nhà cạnh cái cạnh cái nhà thờ ấy, nhà ba tầng cạnh nhà thờ ấy. Có tính hai kia rồi này. AMR đứng trên đồi bắn nó đi. Thế rồi là 5. Nó nằm trên đầu rồi. 5 nó mới kinh nhỉ. Đó là cái nằm ngoài mà. À, trên đồi trên tầng quay. Nó xuống tầng 2 rồi. Em gạt luôn à? Gạt một không. Cái thằng tầng 2 vẫn còn nhá, còn cái thằng tầng... Anh chưa cúp để anh vào cận chiến nữa. Ở qua mà okay, anh bắn chết thằng nào đấy? Anh gạt cái thằng của Quy mà. Cái tầng 2 sẽ 3 mê để... À đây nó chạy sang cái đồng này. Đồ, đây là con boss đấy, không phải nó đâu. Nó vẫn ở trên tầng 3 kìa. Nghe rồi. Chưa, em thấy vẫn bò mà. Nóc rồi, mới giọng viên âm thanh nóc rồi. Không, bắn lốc rồi. Đó. Thì ra là như thế. Bò mẹ đâu mất rồi. À đây. Thằng này vẫn lốc, không biết đồng đội có ở trong vô kêu kìa. Các ca có cái gì đây? Ui giời ơi, hôm nay chạy đi đâu gì bot à? Ra bảng bot á, đi qua lấy không? Ôi ơi. Có hết rồi. Trong nhà có người này. Watch out. Cầu ra. Watch out. Nghe toàn đấy. Cầu rú ra để bắn luôn. Marked location. Anh thấy nó không đúng rồi đấy. Chịu rồi. AUG với lại bộ đồ bắn tỉa nhá. Úp đi. Em hãy xem có con cookie là dòng đồ anh lấy ấy. Hay thôi để anh đổi sẵn được. Xe đến này. Đâu. Hướng cảng. Cảng ở đây em thiếu có cảng nào em? À đâu nhầm. Đây nó chạy theo hướng 290 này. Có cái chạy ở đây có tài hướng 290 này. Ơ kìa. Thấy con UAZ đúng không? Đang chạy dọc đường trục lợn này. Chạy đôi vòng lại rồi.
lẻ ra hướng tí. Chạy quay lại rồi. Có mẹ mày không được. Nó đi mấy đứa này. Rồi được rồi, có góc rồi. Còn một thôi. Rồi xong. Bốn đứa đấy, bốn hòm đã vào rồi. Đi lục một đứa, một đứa vẫn lục. Hàng rồi rồi đến can tính kia rồi. Bốn đào ăn tính tiếp. À, MG3 đây này, team này không team mới là team. Có máy bay này. Tôi máy bay tên có thằng KR gì, Hàn Quốc chứ. MG3 này. Đấy thằng MG3 kìa. À đây rồi. Đi. Hãy đứng đây đợi chữ A thôi, vào war đi, vào war đi. War để định kiếm chỗ nào bắn A đúng đấy. Đấy. Chữ A trắng kìa. Chạy. Chết rồi. Dám chạy như thật luôn. Ăn núp dụng xe này giờ rồi trong nhà con người này. Ôi nhầm. MG3 cũng viên người rồi, Vi kìa. Đi ra là tôi tình nào là tình trong. Ông AMR cũng đéo thấy bắn luôn. Anh bắn nó còn có 25 máu đấy. Anh đi bắn AMR mà. Ơ chạy đâu các bạn ơi. Chạy đâu các bạn ơi. Chết thằng AMR đấy. Hơi bị khinh mình đấy. Vẫn còn trong nhà với con người nhá. Bây giờ anh gạt một đứa đấy. Vậy đây anh bắn hết đàn AMR. Hơi bị khinh mình luôn đấy. Vẫn hết đạn A đúc luôn. Ăn đạn cho nó. Mẹ vẫn hết đạn A đúc luôn. Còn 5 viên. Hết mẹ người rồi. Bố em ơi. Bố xa thế nhỉ. Nốc thằng vẫn đây vẫn nốc nhá. Đi đi bố chết đấy. 11 kill rồi đấy. Vừa bắn dụng này này. AMR bắn từ bấy giờ là hết đạn rồi đấy. À đây đây. Nốc này, gạt cho này. Bắn gì đấy? Chết rồi à? Thằng cuối cùng của team đấy đấy. Thằng cuối cùng ấy. 11 kill rồi, quái đái. À ca. Nice. Để lấy đầu thằng ca này cái nào. Đẩy quyết, đẩy quyết, đẩy quyết. Ca để anh bắn. Con xe này cúm xăng thế nhỉ? Nó mới đổ xăng, hết xăng. Bắn spam đạn chủ yếu bắn cái xe nó di chuyển và bắn phục tốn lắm, biết chứ lắm ấy. Mới hạ cái thằng cái xe. Ok, trận này mình có 12 kill nha anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem đến cuối video. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo. Bye bye anh em.